thiệu một năm học mới bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có thể giúp các cháu được học tập, phục hồi chức năng một cách toàn diện thì một phần không nhỏ phải kể đến đó là sự quan tâm, đồng hành của các vị phụ huynh. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Ngọc Tuyết, trưởng ban phụ huynh lên phát biểu ý kiến. Xin chào, kính mời bà. Xin thay mặt ban phụ huynh học sinh xin gửi lời chào tới ban giám đốc, tới lãnh đạo các khoa phòng, tới toàn thể các em tình nguyện viên và sinh viên tình nguyện của các trường đã tham gia đồng hành cùng với ban phụ huynh trong suốt năm qua để động viên, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, vui buồn với các cháu khuyết tật tại làng Hòa Bình Thanh Xuân. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các em, các con thân yêu, hôm nay thay mặt ban phụ huynh học sinh, ban phụ huynh học sinh của chúng tôi nhiệm kỳ kéo dài đã tới rất là dài rồi, tôi không nhớ là bao lâu, thế nhưng mà vẫn tâm huyết, vẫn quyết tâm cùng nhau, cùng chia sẻ, cùng đồng hành với những khó khăn, vui buồn của các con cùng với ban lãnh đạo của làng Hòa Bình Thanh Xuân. Hôm nay thì chúng tôi đã có mặt đầy đủ, trừ có một bác là hiện nay đang có giờ dạy ở trường kiến trúc cho nên không đến được, còn ban phụ huynh có mặt đầy đủ. Và chúng tôi cũng vui mừng trong cái sự vui mừng chung của cái khai giảng năm học mới, và cũng rất phấn khởi vì năm nay là có nhiều cái sự kiện mới, và năm nay cũng là một năm trắng, và cũng hy vọng là năm học 2010-2011 sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn, phấn khởi hơn, và sức khỏe của các em sẽ tốt lên, và cái sự tiếp thu của các em cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi mà được các tình nguyện viên và các sinh viên của các trường cùng quan tâm chăm sóc, chia sẻ với hướng điều trị của làng. Ban phụ huynh học sinh chúng tôi cũng rất là muốn tham gia cùng chia sẻ với làng. Chúng tôi cho rằng là có những cái vấn đề mà giữa ban lãnh đạo của làng cũng như là các khoa phòng ở làng Hòa Bình Thanh Xuân cũng có những cái chia sẻ thông báo với chúng tôi, và cũng lựa chọn ra những cái sự kiện đặc biệt trong năm, ví dụ như là ngày sinh nhật các con, ngày lễ, ngày Tết mà chúng tôi vẫn tham gia. Nhưng mà có lẽ là tôi cũng muốn là về phía làng sẽ chủ động hơn cho chúng tôi những cái định hướng, chứ hiện nay là ban phụ huynh gần như là, cho nên là nhiều lúc cũng rất là khó định hướng rồi xin ý kiến. Thế cho nên ngược lại bây giờ chúng tôi cũng rất là muốn là được làm định hướng. Thế mà chúng tôi cùng chia sẻ. Thứ hai là về phía nguyện vọng của ban phụ huynh cũng rất muốn là được thông báo thường xuyên với các gia đình về sức khỏe và hướng điều trị của các con, về kết quả học tập thì đã đành, nhưng về sức khỏe và hướng điều trị các con và những cái khó khăn thì cùng chia sẻ và bàn bạc để chúng tôi, với chúng tôi để có thể là cùng nhau tháo gỡ. Bởi vì ban phụ huynh thì chỉ là có mấy người thôi, nhưng mà tất cả phụ huynh học sinh thì tôi nghĩ là sẽ rất là đông, mà sẽ rất là nhiều ý kiến hay và sẽ trở thành một sức mạnh để làm sao mà cho các em năm nay là có một cái năm học mới vừa vui tươi, vừa sức khỏe, vừa tràn đầy cái hy vọng. Và giáo sư Ngô Bảo Châu thì có thể là hơi xa, nhưng nếu như những tấm gương học tập mà báo Dân Trí thường xuyên có những cái hỗ trợ và động viên thì nhiều người khuyết tật, thậm chí là có những người có thể mù, có những người có thể điếc, có những người có thể liệt không đi được, những người liệt không đi được, nhưng có những người rất giỏi về tin học. Cho nên tôi nghĩ rằng là các em không thể tự ti mà phải quyết tâm để vươn lên. Về mặt gia đình thì chúng tôi cũng sẽ động viên để các con, các em sẽ cố gắng phấn đấu, nhưng mà cũng mong muốn được cái sự quyết tâm của làng như trong bài phát biểu của ban lãnh đạo của làng vừa xong. Và một lần nữa thay mặt ban phụ huynh học sinh, thay mặt tất cả phụ huynh học sinh và các con thân yêu, xin gửi tới làng một năm mới tràn đầy hy vọng, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Chúng ta chăm sóc các cháu. Hôm nay nhân ngày khai giảng, xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Cánh, đại diện cho tập thể giáo viên khoa phục hồi phát triển trí tuệ lên phát biểu. Các quý vị đại biểu, thưa các bạn, đầu tiên tôi gửi đến các
tuệ để phát biểu cam kết như sau. Chúng tôi thi đua thực hiện các cuộc hoạt động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, hết lòng biểu sinh thân yêu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học mới để xứng đáng với lòng kính cẩn của nhân dân. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cháu Nguyễn Minh Quang thay mặt cho các bạn lên đọc lời hứa quyết tâm cho năm học mới. Cảm kích của học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Hôm nay cháu rất vinh dự và được thay mặt cho hơn 90 bạn học sinh được học tập và điều trị phục hồi chức năng tại Lò Hòa Bình Thanh Xuân. Cháu lên phát biểu, cảm nghĩ cháu được học tập, được vui chơi và tham gia vào nhiều hoạt động xã hội bổ ích như ngày hôm nay. Đó là nhờ vào công lao của các thầy cô giáo, các cô, các chú của làng Hòa Bình, sự quan tâm tạo điều kiện của các bậc lãnh đạo, của cha mẹ, của các tổ chức cá nhân có tấm lòng nhân hậu trong xã hội để đền đáp những tình cảm quý báu đó. Chúng cháu xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, sống yêu thương lẫn giúp đỡ lẫn nhau để đạt được kết quả học trong học tập và cuộc sống. Một lần nữa cháu xin chân thành thay mặt cho các bạn cùng kính chúc quý vị các đại biểu, các thầy cô giáo hạnh phúc. Cháu xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều tổ chức xã hội từ thiện. Tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo đại diện cho khoa ngoại ngữ trường Học viện Ngân hàng lên tặng quà cho các em. Xin chúng ta chơi thử nhá. Anh sẽ
con đều hát một bài hát rồi các anh chị sau này làm mẫu cho các em, một bài các anh chị sau đó các em làm theo được chưa? Lần này là lần làm mẫu. Bắt đầu nhá. Các bạn tình nguyện trên này sẵn sàng chưa? Chân cầm tay, chân cầm tay, chân tay, tay cầm tay. Em thấy khó chưa? Rồi bây giờ là các bạn dừng lại không làm nữa. Mình sẽ hát qua cái lời, mình hát cho các bạn dễ thuộc. Chân cầm tay, chân cầm tay, chân tay, tay cầm tay, chân tay, tay cầm tay. Đấy là mình hát chỉ một lời thôi. Đây là lời mình hát. Xin mời các bạn. Sao lâu hàng à? Bây giờ làm thử nhá. Bây giờ bước đi dừng. Dễ rất dễ luôn. Chân cầm tay, chân cầm tay, chân tay, tay cầm tay, chân tay, tay cầm tay. Đây là khó không? Rồi chúng ta bắt đầu chơi nhá. Các chị tình nguyện đi dọc theo hành lang xem nào. Để những người nào làm sai thì chúng ta sẽ dâng lên đây. Các bạn tình nguyện chỉ quan tâm đến tham gia đúng không ạ? Chúng ta cùng tham gia nhé. Các men của ATC cũng tham gia luôn nhé. Ai không làm cũng được lôi lên. Được, xin lỗi. Làm hết rồi đây, tất cả các em. Tất cả các em đứng dậy nào. Các em ở trên này, vừa nhìn các anh chị tình nguyện ở hai bên, vừa nhìn chị Hương ở trên này làm đâu nhá. Lần đầu tiên, các em hãy nhìn các anh chị và làm theo. Nhưng mà từ lần thứ hai trở đi, các em đừng có nhìn các anh chị nhá. Các anh chị sẽ làm sai đấy. Các anh chị cũng phải đi qua bất kỳ. Các em nào làm sai nhá. Các em sẵn sàng chưa? Tình nguyện sai. Ai sai thì chúng ta lên đây luôn ạ.